giàu 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 để vượt lên trong đời, chẳng ai nghèo khó cả đời và những chế cười. Giấc mơ làm giàu 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 thì là ai cũng cần, chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu 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 để vượt lên trong đời, chẳng ai nghèo khó cả đời và những chế cười. Giấc mơ làm giàu 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 thì là ai cũng cần, chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu la 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 la. Giấc mơ làm giàu la 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 la. Giấc mơ làm giàu la 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 la. Giấc mơ làm giàu la 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 la. Giấc mơ làm giàu la 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 la. Giấc mơ làm giàu la 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 la. Giấc mơ làm giàu la 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 la. Giấc mơ làm giàu la 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 la. Giấc mơ làm giàu. Triệu ba mấy cô càng ngày càng giống mẹ con rồi đó. Cô đi đánh ghen làm gì? Thôi bây giờ cái thời gian đó đó, cô đi shopping với mẹ con đi. Đó, cô đi làm đẹp với mẹ con, như vậy cũng phải sung sướng hơn à. Tự nhiên cô đi đánh ghen. Nhiều khi con thấy á, con nhìn thấy cô với mẹ con vậy con chán, con không muốn lấy chồng luôn. Bởi vậy người ta nói đàn ông trên đời này không có ai bất. Cô có sao không? Có bị cô bị chặt khớp rồi, để tôi sửa lại cho. Nè, anh có biết sửa chân không á? Anh làm sao cái chân tôi giục luôn đi. Biết hay không á thì sửa xong mới biết. Đau không? À, không. Cô an tâm đi, tôi làm không có đau đâu. Ờ. Đau không? Không. Đau không? Không. À! Trời ơi, sao anh nói không đau? Tôi nói giỡn với cô á. Cái này muốn bẻ lại á thì phải đau một lần mới thôi. Nè, thấy sao? Ờ. Hết chưa? Ờ, cũng đỡ rồi. Nhưng mà cô phải cẩn thận nha. Bây giờ có cái tì rồi, đi đứng cẩn thận chút. Để nó bị lại á, khó hết lắm á. Ờ. Rồi xong chưa? Xong rồi. Buông ra. Sao anh nói đau một lần rồi thôi? Ờ, tại lần thứ hai là ngoài ý muốn. Chết luôn nhỉ. Thôi. À, trời ơi tình tứ quá trời đất luôn. Coi nãy giờ tao nói đã con mắt. Ừ. Tình tứ gì đâu. Đừng có hiểu lầm nha. Thì chị bị té em thấy rồi đó. Ừ. Xong anh Tài ảnh nắng chân lại giùm chị thôi chứ có. Có gì đâu. Em nãy giờ em đâu hỏi gì đâu. Nói gì đâu. Thương Thương. Ừ? Chồng em khỏe chưa? Ừ, chồng em khỏe chưa? Ừ. Dạ, chồng em khỏe rồi. Trời, em nói chị nghe nè. Chị hả? Tao nói chị có ăn, ngủ như một con heo. Còn ngoài ra hả? Không bị gì hết. Cái chân băng thôi. Khỏe rồi, ăn rồi. Vợ chăm sóc kiểu đó, thế nào cũng nhanh khỏe à. Anh nói đúng đó. Giống chị Hiền nè. Sao giống sao? Chị? Thì cái chân chị Hiền bị vậy đó. Có anh Tài chăm sóc, chị Hiền mau khỏe lắm. Đi vô làm nước đi. Cười gì? Thì cũng phải cho người ta hỏi uống cái gì người ta mới biết vô làm nước chứ. Em uống gì Thương? Nước cam. Cam chịu nữa hả? Lẹ lên. Hai ly cam ha. Gì vậy ba? Năm nè. Cái chuyện nó qua rồi á thì mình mới dám nói. Ở trên đời này á không có cái gì là tự nhiên hết á.
Năm coi là cách ăn ở của mình coi, coi có bức xúc ai rồi áp được cái ổ điện để cho nó nổ không nha. Nè, ông nói vậy là sao? Cách ăn ở là sao? Tôi ăn ở làm sao mấy người biết mà, đúng không? Tôi tốt quá mà, hả? Bởi vậy đừng có rủa tôi nha. Ừ. Thì cái cha già khó ưa à. Bực dễ sợ luôn vậy đó. Hâm hâm. Ủa con? Đi. Cái gì vậy? Kê ra chỗ khác cho con. Trời đất ơi, thấy trai đẹp cái là nó giả cách tôi ra ngoài. Ôi già, uống nên hết vậy à? Vậy thôi rồi, cô chú ngồi đi con đứng được rồi. Con, xong hết hả con? Dạ, điện sửa xong hết rồi, bây giờ cô Năm có thể xài bình thường, an toàn rồi. Trời ơi, cảm ơn con nhiều nha. Trời ơi con ơi, biết không, Năm ở con mình à. Đó, đơn độc dữ lắm mà đụng tới điện đùng có biết cái gì đâu, bởi vậy nổ một cái Năm sợ. Cảm ơn con. Dạ thợ làm con có làm đâu, cảm ơn con. Thì biết làm vậy rồi, nhưng mà công của con gọi thợ nó tới nó sửa. Dạ. Vậy là có công rồi. Dạ. Bao nhiêu tiền nói Năm, Năm trả cho. Dạ thôi được rồi, không có nhiều đâu, Năm cứ xài bình thường đi. Con làm vậy Năm ngại lắm. Ngại gì mà ngại, nhận quà có nhỏ hoài à, sửa có cái cầu chì đặt ngại. Nói gì mà nói được à, nó bỏ tiền ra thì mình phải trả lại cho nó chứ trời. Mình nói không có gì sai chứ, Năm nhận của thằng nhỏ nó biết bao nhiêu quà quý rồi. Bây giờ chuyện có chút xíu mà đòi trả tiền là nó mất cái giá trị tình cảm nó láng giềng đi. Rồi. Chuẩn bị cho nấu ăn đi, đãi chú cháu tôi nè. Tối nay chú cháu nặng tiền nha. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Có phần ông nữa hả? Có chứ. Không lo cho nó tôi đổi ý giờ á. Đổi nha, hay quá ha. Thôi để Năm vô Năm nấu nướng rồi xong rồi chiêu đãi hai chú cháu nghe. Dạ. Con ngồi đi con. Dạ dạ. Trời cái mặt nó cưng dễ sợ. Tôi chuẩn bị đứng lên nữa à. Ghét ghê à. Năm vô nghe. Dạ. Ngồi đi con, ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi, cưng quá. Cưng. Trời ơi. Bà Hàm nấu ăn lắm. Như đường cái bà nấu dở ghẹt hà. Gì 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 mới nói, mới nói ai nấu ăn dở. Ủa nghe hả? Nghe tôi, xong nghe tôi nói dông, tôi đâu nói Năm. Nói dông hả? Dông phải rồi, cái dông nó nấu ăn dở đó. Vậy mà ngày nào cũng có cái dông mà râu mà coi như quanh miệng á, vô ăn trực hoài. Che đi, nó nổ banh cái rổ đó, cái mặt thành rổ bây giờ đó. Ghét hả? Để anh tìm cách khác, ráng thuyết phục chú Út một lần nữa. Cái vụ đất á mà. Khổ cái, chú Út á thì đất ở dưới nhiều rồi, không nói. Gia đình mình á thì đang khổ quá. Mình muốn giải quyết cái miếng đất đó, để có cái chỗ ăn, chỗ ở cho đàng hoàng cho mấy đứa nhỏ. Mà chú Út cứ nằng nặc một hai là dứt khoát không chịu bán. Để lại miếng đất đó của ông bà để dành cho mấy đứa cháu. Phải chi mà anh còn giống như lúc trước, có tiền, có bạc, có nhà, có cửa. Nói thiệt, anh cũng không muốn bán miếng đất của ông bà tổ tiên để lại đâu. Em hiểu mà. Thật sự em cũng không biết phải làm như thế nào. Chú Út cũng có cái đúng của chú Út, mà mình cũng có cái khó của mình. Anh ơi, anh ráng nghĩ cách nào và nói sao cho thiệt là khéo. Chứ nếu không á, đất thì không chia được, mà tình cảm anh em thì lại mất đi. Thì đó, chính vì vậy anh mới khổ tâm đây nè. Ba mẹ, con có chuyện quan trọng muốn nói. Trời, làm gì hôm nay trịnh trọng vậy? Chuyện gì vậy con? Con không muốn đi học nữa. Hả? Cái gì vậy? Ủa, sao vậy con? Lại có chuyện gì xảy ra nữa hả? Bộ con lại gây chuyện với cô giáo sao? Dạ không. Bị kỷ luật phải không? Không phải. Hay là con bị điểm kém? Đâu có đâu. Quýnh lộn với bạn bè. Ừ, là nó không phải mấy cái đó rồi mà. Rồi mày hiểu rồi. Vậy thì tự nhiên sao mà đòi nghỉ học? Không muốn học trường cũ nữa, lại muốn chuyển trường, cứ như vậy hoài đó. Không. Con muốn đi du học. Hả? Du học? Ba mẹ phản ứng làm sao? Ba mẹ vừa nghe tin em muốn đi du học á, nó hoang mang dữ lắm. Vậy là có tác dụng rồi. Mà em thấy tội ba mẹ quá à. Làm như vậy là mình đang gây sức ép cho ba mẹ á. Thì mình phải gây sức ép mới có hy vọng bán đất được chứ. Nhưng mà... Nhưng cái gì, không có nhưng gì nữa hết á. Em cứ nghe lời chị, mọi thứ cứ để chị tính, hiểu chưa? Em cứ gây áp lực úng cho ba mẹ cái vấn đề là em muốn đi du học thôi. Còn lại cứ để chị lo cho. Em biết rồi. Ừ. Ráng đi nha. Ráng đi, rồi chị em mình sẽ trở lại cuộc sống giàu có như ngày xưa. Ngoan ngoan, chị tắt máy nha.
Như vậy là có tác dụng rồi. Trời ơi, anh đã bài mưu tính kế thì không thể nào mà phế được, phải thành công đến thế. Hết tiền. Nếu như mà đợt này bán được đất, em không bao giờ quên ơn anh đâu. Trời ơi, ơn nghĩa gì, đừng quên tên anh là được rồi. Làm sao mà quên tên anh được, anh Thắng rất là thú vị. Nói chung là nội công của anh rất là thâm hậu. Cái đó là anh mới chỉ cho em làm cái thâm thôi. Còn cái hậu nữa thì là sao? Nếu mà em muốn cái chuyện này nó thành công một cách nhanh chóng nữa đó thì em phải chơi lớn. Chơi lớn? Đúng rồi, mình phải chơi lớn. Du học nước ngoài là sao ha? Nói về cái chuyện này á, thật sự nếu như con nó muốn đi du học thì cũng là tốt cho tương lai của nó thôi. Khổ cái hoàn cảnh nhà mình bây giờ nó không có được tốt lắm. Phải chi như trước kia anh còn tiền để tiền đi học. Dad and mom, ha, good night. Ủa? Trời good ơi. Morning. Trời, sao hôm nay dậy sớm vậy? Đâu mà ba mẹ ngạc nhiên. Con phải tập làm người dậy sớm để trở thành một người thành công. Thành wow công. Giỏi nha. Cũng được. Nè. Dạ. Ăn sáng nha, mẹ làm cho. Dạ thôi, hôm nay con ra đây có chuyện thương với lại ba mẹ. Chuyện gì vậy con? Dạ, ba mẹ ơi, con muốn đi học nghề. Được. Nghe. Vậy là con chịu nghe lời mẹ rồi hả? Biết suy nghĩ, biết suy nghĩ. Ba với mẹ luôn luôn hỗ trợ cho con. Cảm ơn ba. Giỏi. Con học nghề gì? Dạ, con học nghề buôn bán kim cương. Ủa? Buôn bán kim cương? Dạ. Buôn bán kim cương là mình có vốn, mình có tiền thì mình buôn bán thôi, chứ sao gọi là học nghề con, đúng không anh? Chắc không phải đâu. Học nghề kim cương có nghĩa là làm thợ kim hoàng á. Có nghĩa là mình làm ra chiếc nhẫn, xong rồi hộp kim cương người ta cắm vô thôi. Hoặc là mài dũa kim cương. Đúng á. Rồi, không chắc phải, vậy. Không phải. Thì sao con? Ba mẹ không biết gì hết. Cái hộp nhẫn rồi mài cái gì đó ba nói là có thợ làm rồi. Còn con là chỉ việc đứng bán. Thiệt đẹp đẽ, lộng lẫy vô xong rồi đứng bán thôi. Mà tóm lại là cô cũng không biết nữa, nó phức tạp lắm. Ủa nhưng mà đứng bán thì cần gì mà phải học nghề? Phải học chứ ba. Lỡ như người ta bán kim cương giả thì mình mua vô chết thì sao? Mình phải phân biệt được loại kim cương này là loại gì, rồi bao nhiêu cá rà cái gì đó. Rồi tóm lại là nhiều lắm ba, mình phải đi học. Nó có một cái bài học cơ bản. Thì đúng là cái gì cũng phải học để biết. Nhưng mà sao gọi là học nghề kinh doanh kim cương được, phải không anh? Không được. Học nghề là dù là làm kim hoàng hay là cái gì đó, chứ làm sao mà kinh doanh kim cương mà học. Đây nè, thì ba mẹ cứ cho con đi học nghề đi. Con học xong một cái khóa cơ bản thì vậy con sẽ giải thích cho ba mẹ từng chi tiết mà ba mẹ thắc mắc. Còn bây giờ ba mẹ không biết cái gì hết. Tại vì bây giờ thời thế nó thay đổi lắm, nó có rất nhiều kiến thức mình cần phải học, cho nên là ba mẹ cập nhật không có kịp. Ừ thôi cũng được anh, cứ để cho con nó học một cái nghề đi. Mà cái nghề con nó chọn, con nó thích là được ha. Dạ đúng rồi, chưa hết đâu nha ba mẹ. Cái nghề này kiếm tiền cực kỳ nhanh. Vậy hả? Dạ đúng rồi, ví dụ như một viên kim cương vài tỷ là mình lời cũng được vài trăm triệu đó mẹ. Cũng được chứ hả? Được, ngon đúng không ba? Trời, thôi vậy đi học đi. Đi học đi. Dạ ba mẹ cho con đi học nha. Nhưng mà là mình vừa học, mình vừa làm, vừa kiếm tiền luôn hay là như thế nào con? Đâu có được. Mình chưa học, mình chưa có kiến thức thì đâu có ai cho mình làm đâu. Mình phải học hết một cái số mẹ. Xong rồi mình thiệt là giỏi thì lúc đó người ta mới nhận mình là vô xong làm. Hết một cái khóa học đúng không? Dạ, đúng mới rồi. Người ta mới nhận mình làm. Vậy cái chi phí mà học nghề đó thì khoảng bao nhiêu con? Rẻ lắm ba mẹ, không bao nhiêu đó. Có cái nghề được, có cái nghề được. Có gần tỷ à. Bao nhiêu con? Một tỷ. Một tỷ? Một tỷ. Dạ đúng rồi. Ủa học về kinh doanh thôi mà sao một tỷ như vậy? Trời ơi, có gì đâu mà ba mẹ ngạc nhiên với lại chê mắt. Người ta, bạn con nè, không nói đi đâu xa, bạn con học nghề make up thôi đó, trang điểm sơ sơ cũng đã vài trăm triệu rồi. Còn cái này con học kinh doanh kim cương mà có một tỷ là rẻ đó. Rẻ mà đúng không ba mẹ? Rẻ lắm. Mẹ cũng không biết là rẻ hay mắc. Nhưng mà cái vấn đề là nhà mình bây giờ... Con biết là hoàn cảnh nhà mình bây giờ đang khó khăn, đang nghèo.
Nhưng mà nhà mình giàu không má? Giàu đâu mà giàu con, có tiền đâu mà giàu. Má xạo con hoài, không biết hết nữa. Biết cái con? Gì? Nhà mình còn miếng đất của ông nội để lại đó. Ba bán đi, xong rồi ba mẹ dư tiền cho đi học nghề luôn đó. Đi, con thích nghề này lắm, con mà không học nghề này con buồn lắm đó mẹ. Cho con đi học đi mà. Con hứa với ba mẹ hả, là con sẽ lấy lại vốn nhanh lắm. Con chỉ cần bán vài ngày thôi, học xong ra nghề con bán vài ngày, bán được vài chục viên kim cương là lấy lại vốn rồi. Hơn vốn luôn đó nha ba mẹ. Ba đi mà. Rồi, ba biết rồi, ba biết rồi, để từ từ ba tính. Vậy là ba hứa ba tính rồi đó nha. Ba hứa tính thôi chứ chưa có tính đâu nha. Con không biết đâu, ba mẹ mà không cho con đi học nghề kinh doanh kim cương đó là con tự tử luôn đó. Thôi mà, để từ từ ba mẹ tính cho. Ủa ghê vậy đó. Giấc mơ làm giàu, giàu, giàu để vượt lên trong đời. Chẳng ai nghèo khó cả đời và những chế cười. Giấc mơ làm giàu, giàu, giàu thì là ai cũng cần. Chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu, giàu, giàu để vượt lên trong đời. Chẳng ai nghèo khó cả đời và những chế cười. Giấc mơ làm giàu, giàu, giàu thì là ai cũng cần. Chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu. La 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 la. Giấc mơ làm giàu. La 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 la. Giấc mơ làm giàu. La 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 la. Giấc mơ làm giàu. La 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 la. Giấc mơ làm giàu.